chiếc bóng buông tên. Đêm sầu cuống liêu lặng lẽ bên mái tranh nghèo, nuối tiếc mà chi cay đắng tuổi thân bọt bèo. Ai đã ước thế trọn đời mãi không đổi thay, ai bước bên người bao lời yêu vô cánh bay. Cuộc đời gieo chi gặp gỡ nay để chia lìa, êm ấm bên ai anh chắc đã quên mùa.
mộng đẹp tình thơ. Nhớ ai từng đêm khóe mắt lăng hoài, cửa khép then cài nghe buồn len lói vào tim. Trời xa ai vui tình mới duyên là, có biết nơi này giờ em một bóng khô đau. Nhớ ngày bên nhau chung xuồng ba lá người, bao tầng trên sông bên nhau hạnh phúc tình nhau. Ngờ đâu một ngày anh đi theo người giàu sang, đành tâm khóc gọi cha. Chờ chi đợi chi ai cuối chân trời, nhớ chi một người phụ tình quân nghĩa trăm năm.
người ơi. Em bị sao vậy? Hả? Ôi ơi, sao mà qua sao em không sao? Sao để chị đỡ em la ngang, sao vậy? Té như vậy mà nói không sao? Dạ em không sao. Sao vậy? Coi mà đi bác sĩ ha, mua thuốc gì mà uống chứ. Dạ chắc mấy bữa nay tại trở trời nên em bị cảm thôi, em không sao đâu. Trời ơi, đổ hết trơn vậy mà nó không sao. Để chị đưa em về nha. Sao vậy hả? Ổn không? Dạ thôi để rồi. Chị đưa em về một đoạn chứ kiểu này sao chị yên tâm được. Dạ thôi. Trời ơi, em tự về được. Em vậy mà nói không sao chị? Em không sao đâu, chị đưa em cầm cho được không? Dạ dạ được. Cái bao thấy cái kiểu này là thấy không ấy rồi đó. Dạ em phải về lo cho mấy đứa nhỏ đi học nữa. Trời em ơi, cảm ơn chị lo nha. Mà có sức khỏe mới lo được cho con chứ. Dạ thôi em về nha chị. Ừ coi vợ ngang, coi về đi khám mà bác sĩ không mua thuốc vậy đó nha. Dạ. Ờ ơi con này sao mà khổ thế không biết nữa. Bệnh không lo mà. Mẹ ơi, cô giáo nói là đóng tiền học phí, bạn nào cũng đóng mà con chưa có đóng. Mẹ không sao đâu con. Ủa sao mẹ ngủ hoài vậy? Con gái à, con xuống lấy gạo nấu cơm để cho em ăn đi con. Em đói bụng rồi đó. Đi đi con. Chị ơi chờ cho em đi theo với. Nhà mình hết gạo rồi. Em ở nhà nha, chị đi ra chợ kiếm gì cho mẹ ăn. Thôi chị cho em đi với, em cũng muốn kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Vậy hai chị em mình đi nha. Dạ. Chào anh. Dạ bữa nay anh kêu em qua đây có chuyện gì không ạ? Anh kêu em qua để gửi cái tiền hoa hồng của dự án mà vừa rồi mình làm á. Dạ dự án gì anh? Cái dự án vừa rồi mình làm á. Dạ anh đưa em nhiều như vậy em không dám nhận đâu. Em nhận đi. Cái này nó cũng xứng đáng với công sức của em bỏ ra. Cái thời gian qua em cũng rất vất vả để làm được cái dự án này, thì anh nghĩ là cái này
nó thỏa đáng với em. Em mới nhận đi mấy cái dự án trước á, nó nhỏ nên cái số tiền nó ít. Dự án này tương đối khá lớn thì công ty mình thu cũng được khá nhiều, nên em nhận đi. Dạ, nếu vậy thì em cảm ơn anh. Anh thấy người như em chịu khó, siêng năng, anh nghĩ là tương lai của em cũng sớm thành công thôi. Thú thật với anh, nếu giờ em biết có số tiền này và em mừng lắm. Người bận rộn như em mà nghĩ tới vợ con có trách nhiệm như thế thì anh nghĩ là người đàn ông rất tốt. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, em xin phép. Dạ, chào anh. Chào em. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ cô cho hỏi, giờ con đi đâu rồi ạ? Cô anh tìm ai? Con hỏi giờ con đi đâu rồi ạ? Ủa? Con quanh về đây làm gì nữa? Mẹ con nó bị giết nợ thì bị đuổi đi hết rồi. Cô cho hỏi có biết đi đâu không ạ? Muốn biết thì tự đi mà tìm á. Cái thứ gì mà bội bạc à? Nè hai đứa, hai con đói bụng hả? Để chú chút, chị bán cho em hai cái bánh bao. Chú mua bánh bao cho ăn ha. Nè con, ăn đi. Con cầm đi, rồi đưa cho em ăn ha. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn. Ủa, tại sao hai con không ăn? Dạ con đem bánh về cho mẹ con ăn, mẹ con đang bị ốm. Con đem bánh về cho mẹ con ăn là mẹ con sẽ hết bệnh. Rồi ba con đâu? Ba con bỏ con đi mất tiêu. Hay để chú mua cho mẹ con một cái bánh bao nữa nghe.
chú ơi, chú đừng mua bánh bao, chú mua thuốc cho mẹ con ho dữ lắm. Hay là hai con đưa chú về để chú coi có thể giúp được gì cho mẹ con không? Dạ được. Vậy để chú lấy đồ rồi hai con đưa chú đi hả? Dạ tụi con ở đây hả? Nhà này á là cho ba mẹ con ở nhờ á chú. Dạ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Chốn xa tôi đã trở về, cúi đầu tôi xin tha lỗi với người. Ai nào có lỗi lầm chi, ngày người nỡ bước vội đi, tôi dại khờ đợi chờ mà chi. Nghe lòng nhói đau lời ai nói ra, nghĩa vợ chồng xưa tôi nào đổi lòng. Con thơ khuya sớm gọi cha, vợ hiền xuân sắc vội qua, lỡ duyên đầu suối vàng lạc nhau. Tôi xin người đừng vội rời xa nhân thế, tôi xin người đừng vội nhắm mắt buông xuôi. Ơi xin trời xin đừng níu kéo người ơi, chuyện hợp tan trời đã an bài. Tôi xin một lần được xin tha thứ, chỉ mong người đừng vội rời xa tôi. Chưa hết rồi nợ trần quyến luyến mà chi, chuyện sinh tử buồn vui xin gửi lại. Số phận trái ngang gieo chi phú phàng, xin người thứ tha tôi tự chặt mình. Kiếp người như thoáng mây bay, nghĩa tình đừng vội đổi thay, nhắm mắt trả nhau tình. Chốn xa tôi đã trở về, cúi đầu
xin tha lỗi với người. Ai nào có lỗi lầm chi, ngày người nỡ bước vội đi, tôi dại khờ đợi chờ mà chi. Nghe lòng nhói đau lời ai nói ra, nghĩa vợ chồng xưa tôi nào đổi lòng. Con khờ khuya sớm gọi cha, vợ hiền xuân sắc vội qua, lỡ duyên đầu xuôi vạn lạc nhau. Tôi xin người đừng vội rời xa nhân thế, tôi xin người đừng vội nhắm mắt buông xuôi. Mãi xin trời xin đừng lần được xin tha thứ, chỉ mong người đừng vội rời xa tôi. Chưa hết rồi nợ chân quyến luyến mà chi, chuyện sinh tử buồn vui xin gửi lại. Số phận trải ngang gieo chi phú phàng, xin người thứ tha tôi tự chặt mình. Kiếp người như thoáng mây bay, nghĩa tình đừng vội đổi thay nhắm mắt. Trả nhau tình thank you.